Nè quý vị khán giả nhìn thấy ả phụ nữ này nằm ngủ, và trong khi những đứa nhỏ con của ả thì đi xin tiền ở ngoài đường. Những đứa nhỏ nè đi xin tiền trong khi người lớn thì chăn dắt, nhìn cái cảnh rất là tội nghiệp quý vị. Chúng thì thấy Lê Thiện thì bỏ chạy. Mẹ đâu? Người lớn thì nằm ngủ, còn nhỏ thì xin tiền, đi xin tiền. Chà, mẹ thì nằm ngủ ngon lành ha, để cho con đồ đi xin rồi ha. Đó, mấy đứa nhỏ chạy đây hết ngoài đường nè. Quý vị thấy không? Nhìn cái cảnh này. Đó, Lan Thiện phát hiện nè. Hả? Sao mà quê đâu? Con ngồi lên đây. Quê đâu? Người lớn mà nằm ngủ. Cái gì? Sao người lớn mà nằm ngủ sướng vậy? Để cho con nhỏ đi xin tiền nha em. Hả? Trời đất ơi, ai đâu? Trời ơi nè, quá tiền tội không nè, chạy nè. Đó, mấy đứa nhỏ nè, họ thấy là chạy rất là tội nghiệp quý vị. Ngoài đường xe cộ không nè, người lớn mà vậy nè, trời ơi thiệt thấy ghê không. Ơi, kéo quần lên. Đó, mấy đứa nhỏ nè, đây nè, nhìn thấy thương ghê không. Đó, ngay chiều 30 Tết nè, nhìn cái cảnh nè, rất là tội nghiệp nè. À, những đứa nhỏ nè. Đó, rồi ơi, trong khi đó người lớn thì thảnh thơi nằm ngủ. Thật thì không tưởng tượng được. Nè, cho anh hỏi nè em, mấy đứa nhỏ đó là con của em hay là ai vậy? Hả? Có nghe anh hỏi không? Mấy đứa nhỏ là con của em hay ai? Em gái. Đó, cho mấy đứa nhỏ ra đường mưu sinh, mà người lớn thì nằm ngủ. Khi mà hết Thiện lên Thiện thì bỏ đi như thế này nè. Đó, hai đứa nhỏ rất là tội nghiệp quý vị. Mẹ gì cười cục vậy? Mẹ con bỏ con luôn rồi. Mẹ bỏ luôn rồi. Bỏ luôn rồi. Lên xe mẹ chở kìa. Đó, quá trời nè. Mẹ bỏ luôn rồi. Sợ không? Trời ơi, cái gì mà người lớn. Cất khăn kìa con gái, lụm khăn lên con. Người lớn á, nhiều lắm, gần 5-6 đứa nít lần quý vị. Nè, thấy thương ghê không? Nè, vậy nè, để cho lăn lóc ngoài đường đi xin, còn mẹ thì nằm ngủ. Nhìn cái cảnh này phải nói là quá đáng thương luôn. Che bằng số tại nữa nè quý vị nè. Đó, thấy không, kinh sợ không? Dương té đó con. Trời ơi nè, tiền xin đâu đâu, nhiêu tiền đâu, quá trời tiền. Gọi cho ai nữa? Để kêu công an phường ra đó. Ít té 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 nhỏ, trời ơi, có anh đỡ kịp không coi là chết, thấy chưa? Rồi tổng cộng bao nhiêu đứa lận con? Mấy đứa em lận? Hả con gái? Con bao nhiêu đứa? Bao nhiêu còn mấy em chị con đâu? Nói cho chú nghe chú thương nè. Hả? Rồi rồi, xuống liền, xuống liền. Quá trời. Em có cần vốn mua cho bán vé số không? Anh cho có cần bán vốn mua vé số không? Hả? Hả? Chụp hình là Lan Thiện nữa quý vị. Cái này cũng là dữ dằn lắm chứ không vừa gì đâu. Em chụp anh nè, em làm cái gì anh nè? Hả? Hả? Cái gì? Đánh cái máy Lan Thiện mém rớt luôn. Rồi ơi, con mẹ con dữ quá à. Trời, chán thiệt chứ.
dám bỏ những đứa con khác mà đi như nè. Một người phụ nữ này là rất là ghê. Quá kinh dị luôn. À, bắt số xe nha. Nè, quý vị. Phải nói là chưa từng thấy một cái người nào mà kinh sợ như thế này cả. Bất chấp xe cộ nguy hiểm mà chạy luôn để mà tránh ống kính của chúng tôi. Quá nguy hiểm luôn. Trời ơi, trời, trời, trời. À! Quyết thì này đi theo tận hang ổ luôn nha. Đâu?